chào quý bác tài cũng như là mọi người đang xem video. Thì em là Trang đến từ công ty ô tô Phú Mẫu. Đến video hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý bác tài cũng như là các nhà kinh doanh vận tải về một dòng xe vừa mới ra mắt trong những tháng gần đây ha. Đó là dòng xe Fal Tiger có tải trọng là 8 tấn và kích thước vùng dài là 6m2. Thì dòng xe Fal Tiger này nó sẽ có hai phiên bản thùng là thùng bạc và thùng kính, cũng như là với hai màu cơ bản là màu trắng và màu xanh ha. Thì nếu như mà quý bác tài của mình muốn được sơn màu theo yêu cầu thì bên em cũng sẽ hỗ trợ sơn màu theo yêu cầu cho quý bác tài của mình luôn. Thì em sẽ giới thiệu về phần ngoại thất của xe cũng như là phần nội thất, và cuối video em sẽ báo giá về dòng xe này cũng như là chính sách bán hàng khi mà quý bác tài của mình mua xe bên em ha. Thì về phần đầu tiên, về phần ngoại thất, quý bác tài cũng có thể thấy là xe Fal Tiger này đang sử dụng là cabin đầu vuông với phần kính chắn gió phía trước dày 3 lớp sẽ giúp cho quý bác tài của mình có một cái tầm nhìn quan sát rộng và xa hơn khi mà di chuyển trên đường, cũng như là phần mặt nạ ra lăng được làm bằng sắt rất là cứng cáp. Và cái phần nổi bật nhất đó là phần logo của Fal Tiger ha. Phần logo của Fal Tiger như là cánh chim đại bàng đang dang cánh. Cái điểm nổi bật thứ hai không thể không nói đến đó là phần hệ thống lấy gió của xe. Thì hệ thống lấy gió của xe quý bác tài cũng thấy là được thiết kế theo dạng tổ ong, sẽ giúp cho xe của mình có thể lấy gió được tốt hơn và làm mát động cơ, sẽ giúp cho xe của mình có thể chạy nước hơn ha. Còn về phần đèn xe thì phần đèn xe được thiết kế nhìn giống như là một phần cánh chim ha. Thì phần đèn xe này sẽ được trang bị là đèn pha cốt halogen kết hợp với đó là đèn sương mù, sẽ giúp cho quý bác tài của mình có thể di chuyển ở những cung đường có điều kiện sương mù dày đặc. Đi đến phần hông xe thì xe này sẽ được trang bị 5 gương với hai phần gương ở đây là gương phẳng và gương cầu lồi, sẽ giúp cho quý bác tài của mình có thể quan sát được cái phần thùng xe phía sau được rõ hơn ha, và hạn chế điểm mù thấp nhất có thể cho quý bác tài của mình luôn. Về phần tay cửa, quý bác tài chỉ cần nâng lên là có thể mở cửa ra một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Tiếp đến là phần bánh xe cũng như là hệ thống chuyển động trước. Thì phần bánh xe đang sử dụng là bánh Casumina với hệ số lớp là 8.25R16 ha, và được bao bọc bởi 6 con tắc kê rất là chắc chắn luôn. Phần dưới trước sẽ được trang bị phần turbo tăng áp. Còn về phần động cơ, về phần khung gầm cũng như là hệ thống chuyển động của xe ha. Về phần khung gầm của xe thì quý bác tài cũng có thể thấy là xe đang trang bị một cái phần khung gầm cũng như là sắc xe dày liền khối ha. Phần sắc xe dày tận 2 lớp, dày tận ra tới cuối thùng thì sẽ giúp cho xe của mình có thể chở hàng được tốt hơn khi có tải cũng như là khi quá tải. Trên xe này cũng sẽ được trang bị nhíp lá 2 tầng và một cái phần cầu láp cầu nhanh rất là lớn ha. Về phần thùng xe, quý tài sẽ thắc mắc về phần thùng xe thì dòng kích thước thùng của xe này như thế nào. Thì dòng xe Fal Tiger có tải trọng là 8 tấn với kích thước thùng khá là hợp lý, là kích thước chiều dài lọc lòng thùng là 6m2 chiều dài, chiều rộng là 2m13 và chiều cao là 2m, sẽ phù hợp cho quý bác tài của mình có thể chở những mặt hàng nhẹ như là bao bì, mút xốp, giấy hoặc là hàng chở ba lớp. Thì phần xe này sẽ được trang bị 7 bửng với 3 bửng hai bên và 1 bửng đuôi ha. Cái điểm đặc biệt của cái dòng xe này là đây là phiên bản thùng nhà máy, nhưng mà nó có một cái điểm nổi bật đó là phần bửng nè, cũng như là phần con tôm và phần bản lề á, thì mọi thứ được làm bằng inox rất là chắc chắn luôn. Nếu như mà quý bác tài của mình muốn thay đổi thành bửng nhôm á, thì công ty bên em cũng sẽ hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu cho quý bác tài của mình luôn ha. Thì dòng xe Fal Tiger này là nó đạt tiêu chuẩn Euro 4. Nó sử dụng động cơ quy chai với dung tích là 3.6 lít ha. Điểm đặc biệt tiếp theo của dòng xe này nữa mà những dòng xe đạt tiêu chuẩn Euro 4 không có, đó là dòng xe này đang sử dụng bình dung dịch xử lý khí thải ha.
bình dung dịch xử lý khí thải cũng sẽ giúp cho khí thải ra được sạch hơn và tốt hơn nè, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Thì dòng xe này 100 km sẽ tiêu hao khoảng 13 cho đến 14 lít nhân tác tài. À, kế bên đó xe cũng được trang bị bình dầu bằng hợp kim ha. Bình dầu này sẽ khoảng 130 lít. Thì bây giờ em sẽ quay về phần nội thất cho quý bác tài của mình xem về phần nội thất của dòng xe Power Tiger ha. Thì em và quý bác tài cũng đã ngồi trong phần cabin cũng như là nội thất của dòng xe Phao 8 tấn. Thì quý bác tài cũng có thể thấy là phần nội thất rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Xe được trang bị tận 3 ghế ngồi ha. 3 ghế thì được bọc da sẽ giúp cho quý bác tài của mình có một cảm giác ngồi khi mà ngồi rất là thoải mái khi mà lái xe ở những cái khung đường dài. Còn phía trước mặt quý bác tài đây sẽ là một cái phần vô lăng bốn chấu. Trên phần vô lăng cũng in hẳn phần logo Phao luôn ha. Phần vô lăng này thì nó sẽ có trợ lực điện nên giúp cho việc đánh lái của quý bác tài của mình được nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Phía trước đây sẽ là một cái bảng đồng hồ táp lô rất là lớn ha, thể hiện các cái hệ số làm mát cũng như là số km khi mà quý bác tài di chuyển trên đường. Còn phía bên tay phải quý bác tài sẽ là các cái tiện ích đi kèm theo xe, là gồm có FM radio ha, cũng như là hệ thống máy lạnh sẽ giúp cho quý bác tài của mình có một không gian lái xe thiệt là thoải mái. Trên xe cũng được trang bị các cái hộp đựng đồ ha, để giúp cho quý bác tài có thể đựng được các cái vật dụng cần thiết ha. Thì xe này thì đang sử dụng là hộp số vách ghe với 6 số tiến và 1 số lùi. Thì cái điểm đặc biệt cũng như là cái điểm khác biệt của dòng xe này so với dòng xe Jack 6 tấn 6 đó là dòng xe Jack 6 tấn 6 nếu như cái nút cruise control nó nằm in hẳn trên phần logo, trên phần vô lăng, thì còn cái nút cruise control của dòng xe Phao Tiger này sẽ nằm cái phía bên đây ha. Thì khi mua xe thì các anh dịch vụ bên em sẽ hỗ trợ cho quý bác tài của mình có thể sử dụng được cái nút này được tốt hơn ha. Trên xe cũng được trang bị cả kính điện cho bên tài và bên phụ luôn ha. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu đến quý bác tài về dòng xe Phao Tiger phiên bản hồng bạc, có tải trọng là 8 tấn và kích thước thùng dài là 6m2. Thì dòng xe này nó đang có mức giá xe và thùng là 640 triệu. Thì nếu như mà quý bác tài cần được tư vấn cũng như là nhận được nhiều chương trình ưu đãi của công ty bên em thì hãy nhấc máy lên ngay bây giờ để gọi vào số hotline bên dưới để em có thể tư vấn cho quý bác tài của mình có thể lựa chọn được dòng xe phù hợp và nhận được nhiều chương trình ưu đãi của công ty bên em ha. Thì video đến đây cũng đã hết, thì em xin chào và hẹn gặp lại quý bác tài ở những video tiếp theo. Nếu như mà quý bác tài của mình có những góp ý hay là bình luận thì hãy để lại bình luận bên dưới, em sẽ trả lời bình luận cũng như là hoàn thiện video của em được tốt hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.